dân Việt Nam tin dùng. Và cho đến nay, Amista Top vẫn là lựa chọn số 1 đối với bà con. Bởi lẽ chính Amista Top đã góp phần cải thiện năng suất và chất lượng nông sản, cũng như làm gia tăng hiệu quả đầu tư, mang lại ấm no, sung túc cho mọi nhà. Hiệu quả tuyệt vời đó đến từ công nghệ độc đáo của Syngenta, là thành quả lao động của hàng trăm nhà khoa học vào những thập niên cuối thế kỷ 20. Trong ngót 7 năm miệt mài nghiên cứu và chọn lọc từ hơn 4.000 hoạt chất có nguồn gốc từ các loài nấm hoang dại trong tự nhiên, và chính Amista đã đóng góp to lớn trong bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp toàn cầu. Vậy nên đã được Nữ Hoàng Anh trao tặng giải thưởng thành tựu công nghệ danh giá nhất thời bấy giờ. Đến với người nông dân Việt Nam, Amista Top đã tạo nên một sự khác biệt kỳ diệu. Chính nhờ sự kết hợp hoàn hảo của hai cơ chế, vừa phòng vừa trị bệnh. Gian cho bộ lá xanh sẽ thúc đẩy quá trình quang hợp mạnh mẽ, gia tăng khả năng tổng hợp và tích lũy dưỡng chất, từ đó giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản. Từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên các loại ngũ cốc như lúa, lúa mì, lúa mạch cho thấy, khi xử lý Amista Top, bộ lá lúa có thời gian xanh dài hơn